chào tất cả quý bạn và các vị đã quay trở lại với kênh YouTube của nhà cụ Minh Phụng. Và vì tình hình dịch bệnh của Covid-19 đang diễn biến khá là phức tạp nên mình xin phép được đeo khẩu trang để thực hiện video clip ngày hôm nay. Và các bạn nhớ hãy đeo khẩu trang thường xuyên nhé. Và quay trở lại với video clip ngày hôm nay, mình sẽ làm một cái video tiếp tục là đọc thông review một dòng sản phẩm khá là mới của Yamaha, đó chính là SQ310. Đây là một cây organ có tới tận 76 phím. Thường thường những dòng organ keyboard thì mọi người sẽ thấy nó chỉ có 61 phím thôi. Nhưng mà đây là một sản phẩm mình thấy rất khá là bắt mắt, khá là đẹp. Và hãy cùng khám phá nó nhé. Trong cây đàn thì luôn luôn Yamaha thì luôn luôn có một cái bộ hành ngay ở thùng đàn. Khi mà quý vị vừa mở ra sẽ thấy phiêu bộ hành. Có một cái giá đựng nhạc, một cuốn sách hướng dẫn để mọi người có thể tham khảo bằng tiếng Anh nhé. Mình sẽ lên một bên. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Các bạn đừng quên bên trong thùng đàn còn có một cái cục nguồn nữa, nó nằm bên cạnh thùng xốp. Hãy nhớ tìm cho thật kỹ nhé. Và bây giờ hãy xem qua bề ngoài của cây đàn này đẹp như thế nào nhé. Ok các bạn, và bây giờ mình sẽ mở lên và coi thử cây đàn này nó có cái điểm gì đặc biệt nhé. Trên màn hình thì nó có sẵn touch. Các bạn thấy đây là nút tăng giảm volume. Nó có metronome hỗ trợ đếm nhịp cho những bạn mới bắt đầu tập. Có cả accord hợp âm. Có cả intro, feel, sing start. Start up là nút chắc là bắt đầu điệu, bắt đầu chơi điệu. Và có cả chức năng ghi âm nữa, hỗ trợ cho những bạn muốn thu lại những bài nhạc mà mình mới tập chơi chẳng hạn. Đây là những chức năng hiệu ứng của tiếng, chồng tiếng, chia tiếng. Và cái điểm đặc biệt theo mình thấy, như mình thấy thì ở dòng SQ310 thì cây đàn này có tới 76 phím. Nó nhiều hơn những cái dòng keyboard của trong phân khúc phổ thông thì những dòng khác chỉ có 61 phím thôi. Mà dòng này có thể hỗ trợ được cho mấy bạn tập piano. Rất là hay. Cái đàn này cũng khá là nhẹ nữa. Tiện thể, rất là tiện lợi cho mấy bạn có thể mang đi. Bây giờ mình sẽ chơi thử một vài bài cho mấy bạn nghe thử âm thanh cây đàn này như thế nào nhé.
ta này. Sau khi test thử âm thanh của cây đàn này thì mình thấy có một điều, đó là thiết kế của cây AW310 này khá là giống với dòng E373 trước đó của Yamaha. Và điều đặc biệt hơn một tí đó là cây đàn này có tới 76 phím, rất là thích hợp cho những bạn có thể muốn tập piano và có thể mang đi lại, bởi vì cây đàn này khá là nhẹ. Chưa tính đăng ký nữa. Và nếu các bạn có muốn tham khảo cây đàn này và muốn trải nghiệm âm thanh của nó thì hãy mời các bạn đến với 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là liên hệ ngay đến số điện thoại 028 6676 8606 để nhân viên có thể tư vấn cho các bạn một cách tận tình và chu đáo nhất nhé. Đừng quên để lại một like và subscribe để cho tụi mình có thể có động lực làm ra những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.